Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị. Hôm nay mình xuống dưới nhà lưu trú vợ chồng chị Bình để mà thăm lại Long và cũng như là chia sẻ cho mọi người về cái tình hình sức khỏe của Long hiện tại. Đặc biệt thêm nữa là cái phần giấy tờ đó mọi người, có nghĩa là về căn cước công dân với bảo hiểm của Long đó. Thì hôm nay như thế nào? Vì ở tuần trước chị Bình chỉ có đi cùng với Long đi về quê của Long, vừa về quê mẹ vừa về quê cha là ở Đồng Tháp và lại Cần Thơ đó. Thì xem ơi cái giấy tờ về việc mà ba của Long có hỗ trợ cho con mình như thế nào. Nhưng mà hồi nãy đó thì mình có gọi điện cho Long, Long nói là Long vừa mới đi ra ngoài để mà mua chút đồ ăn hay gì đó. Thì trong khi chờ đợi đó thì mình sẽ vô hỏi thăm mấy cô ở đây rồi, tại vì lâu quá không có gặp mấy cô, đặc biệt là cô ba. Mấy cô mấy chị ăn cơm. Ăn sáng hay là ăn ăn trưa vậy cô ba? Dạ, ăn sáng hay là ăn trưa? Ăn trưa hả? Con mới ăn sáng à. Con ăn trễ lắm. Chị Bình qua bên cơ sở 1 rồi hả? Cô này với lại bà thì mới gặp. Mới tới ba người nè, để một tuần mặc ba người nữa con Bà nuôi con hả? con thanh niên năm nay 28 tuổi rồi, bị ung thư vòng hậu Dạ. mà chưa nuôi chưa Bà ở đâu? ba ở Gia Lai. Gia Lai hả? Ủa nhìn nhìn bà nhiêu tuổi? Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Ba năm nay trẻ lắm, răng đéo có cái nào cả, mới 34 tuổi. Không, ý ông nói là chắc là 70 tuổi. 70 mà khỏe mà nhìn da mặt rồi nhìn Ba bây sắc giờ mặt lắm, rồi yêu đời. Đúng không con? Nhìn nhìn thấy còn khỏe còn đó. Nhìn ca hát tối ngày à. có cái hình hồi trẻ nào không? Không có, hình hồi trẻ chắc là đẹp lắm á. Nhìn có kệ coi là bà có cái nét. Đúng không con? Có cái nét. Tướng này là tướng nhảy ừ. múa Ba nội có đi trộn bánh nhảy hay lắm, bánh bài lắm, bánh nhảy đẹp bất điệu khủng. của Đem nam đem làm gì, hả? đem bất khủng cái đem làm gì, đem chỉ phải vinh quang trường hầu hầu Giờ bên cái xã hội vui vẻ khỏe cái đấy ba nó khủng nuôi con là bây giờ thấy con bệnh. đó. Đi buồn chứ không, ba mà nếu mà có không bệnh nên ba vui này, khi nào đám cưới là ba đến ba nhảy với cả con cả cháu đến. Khi nào đám cưới hay là có tiệc tùng gì là nhảy liền đó ha, Nhảy yêu đời mà. mà hờ, ba ngồi dưới như hồ cặp chồng vừa kẹo kẹo đó thấy ba mình nhảy Nhảy hay lắm, nhảy có điệu hay lắm, nhảy nhạc bọc ra nhảy hay, Vậy đó hả? có nhạc ra nhảy nhảy nhạc bọc Vậy là bà đam mê rồi, lại có khiếu nữa. không chịu kiên cổ Nuôi ba nuôi thằng con bệnh mà con đi chơi tối đi chơi ngày không bỏ ở đây giờ ba giờ ảnh đi chơi rồi đó hả? đi vô thuốc đi vô thuốc nó về Vô hậu thuốc rồi đi không tố cáo với cháu luôn Dạ. mà nông độ có nông thân có này nó mà có bệnh trẻ thì mà chớ nhiều đấy chứ nó có bệnh đi trẻ thì buồn Còn cô này cô cũng mới lên hả cô? lên cũng có tầng nay à, cũng Từng ở nay đây có hả? tầng nay à, Trước kia là ở chỗ khác. ở chỗ bên nhà trọ bên kia Đà, mình tốn tiền ha. Qua đây thì nhà trọ bên chị rồi qua đây. Ba ba nó khỏe, năm ăn được ba bánh nó cơm, rồi cũng mai khỏe mai đó là chuyển qua bên cơ sở một mẫu rồi ha. giờ vô 6 tuần rồi bệnh nó không ổn, bây giờ về bác sĩ chuyển qua cơ sở một mẫu Cô bị vú hả? ung thư buồng trứng Buồng trứng. năm năm Cô ở đâu? ở An Giang. Yeah. Vậy bây giờ có ai chăm sóc cô không hay là Không, tự nó mình đi cô? chi có mình ơn, chừng nào mà mổ thì chồng lên. Qua đây đỡ tiền ăn uống, tiền nhà trọ cũng đỡ lắm. Với lại bên đây nó rộng nó thoáng á cô. Thoải mái hơn nhiều đúng không? Nằm mà nằm khích 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 nhau cái nó kiểu là nó mệt, cũng thấy nó mệt mỏi, còn bên đây rộng rãi. Ba đi cảm thấy ba tuổi đâu là nhà ngả đâu là giường chỗ nào cũng được hết, Bà thì khỏe rồi, nhìn thấy là khỏe khoắn tuổi đâu là nhà tuổi là ngả đâu là có rồi. giường là được đấy nhá, ba Dạ. cũng kiểu
Dạ mà không bệnh mà trẻ bệnh nó ngập thì mới có mấy nồi đó. Long nó đi lâu chưa cô ba? Nó mới đi làm mới quay nên nó mới lên nó kêu tôi, cái tôi vừa xuống đây giờ nó xuống trước tôi nó đi giờ. Long này nó khỏe không con? Ba ba anh em con nó quá rồi. Ở mọi người thì Long vừa mới về nhà đó, hôm nay là thấy làm như tròn trẻ hơn hôm bữa, sao càng ngày thấy là khác hẳn ra từng ngày ha. Dạ. Bữa nay lên được mấy ký rồi Long? Dạ lên được 2 ký nữa, 50 ký. 50 ký ha. Dạ. Cái lúc mà bệnh là bao nhiêu ký? 45 ký. Lên 5 ký rồi đó. Dạ. Trong vòng 1 tháng mấy thôi lên 5 ký. Ăn uống là ngon lành rồi ha. Dạ. Chú xin cũng thay mặt rất là nhiều cô chú anh chị thì để mà hỏi về cái tình hình mà giấy tờ của con đó. Tại dạ. vì không chỉ riêng về chú xin mà đa phần thì cô chú anh chị cũng quan tâm về cái phần bảo hiểm với giấy tờ. Đặc biệt là ví dụ như những mà người bệnh đó mọi người thì rất là cần về cái bảo hiểm, ví dụ như là có việc gì đó thì nó đỡ cái phần tiền rất rất là nhiều. Như trường hợp của Long thì cái lần đầu tiên mà vô trong bệnh viện nằm ở trong đó nó tốn kém rất là nhiều, nếu mà đợt đó mà có bảo hiểm thì nó cũng đỡ rất 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 là nhiều luôn. Hôm bữa đó là con với lại là vợ chồng của mẹ Bình. Dạ. Đi về quê để mà làm giấy tờ. Dạ. Thì con có thể nào là con nói cho chú xin nghe về cái chuyến đi lần đó như thế nào không? Dạ, nói chung chuyến đi lần đó cũng suôn sẻ chú. Làm giấy tờ trong vòng 1 tiếng là xong hết rồi. 1 tiếng là xong hết? Dạ. Có nghĩa là chú xin thì không có gặp cái thời gian đó không gặp con mà chỉ nghe là mẹ Bình là nói lại thôi. Dạ. Nhưng mà chưa rõ nhiều ha. Ví dụ như là làm giấy căn cước nè. Dạ. Căn cước công dân. Dạ. Với lại là bảo hiểm. Dạ. Thì hai cái đó là làm ở đâu? Dạ làm ở Cần Thơ. Cái hôm đó là con về ở dưới Đồng Tháp rồi. Dạ. Con ở dưới nhà ba của con. Dạ. Xong rồi đi qua Cần Thơ để mà làm giấy tờ. Dạ. À. Hôm đó là 6:30 là gia đình xuất phát đi về Đồng Tháp, tới dưới là 10:30 tối. Dạ. Xong rồi con lấy hộ khẩu rồi ở lại đó sẵn thăm ba con, ở lại đó một đêm, rồi sáng con với mẹ Bình mới bắt đầu qua Thốt Nốt Cần Thơ để làm chứng minh. Bao lâu rồi con với ba con chưa gặp? Dạ cũng lâu rồi. Rồi rồi hai cha con gặp thì sao? Nói chuyện bình thường thôi, con thường hay chọc ba con. Rồi sức khỏe của ba con sao? Nói chung nay cũng thấy cũng bò ra bò vô được thì đỡ hơn bữa hổm. Bò ra bò vô hả? Dạ. Là có nghĩa là ông yếu, ông không có thể nào di chuyển nhiều. Dạ. Rồi giấy tờ này con cũng trình bày nói với ba hết rồi ha, trước khi đi ha. Dạ. Rồi ở lại đó, ở nhà ban đêm. Dạ. Qua ngày sau đi lên Cần Thơ để mà làm giấy tờ. Dạ. Nhưng mà ba con, những cái lần mà chú xin liên hệ thì ba con nói là giấy tờ nhiều khi ổng làm còn không được, mà sao mà bữa đó làm trong vòng tiếng mà làm hai cái luôn, lẹ gì? Dạ tại mẹ Bình vô nói con trường hợp của con vậy, nên có phiếu bệnh đó người ta ưu tiên cho con. Chứ bữa đó mà nếu mà đợi là chắc con làm cũng không kịp. À, không kịp hoặc là không được luôn. Dạ đúng rồi, tại vì người ta cần giấy khai sinh nữa, mà con thì chích lục thì không có. Cái mẹ Bình mới nói trường hợp con vậy thì người ta ưu tiên cho con, người ta làm cho con. Con giờ là có mã định danh rồi phải không, có số mã định danh luôn phải không? Dạ cái mã định danh đó là người ta nói ở trên thành phố nó mới cấp, nó cấp về quận mới có, chứ xin ở công an quyện nó không có. Ủa mã định danh đó là cái số đó là số căn cứ công dân luôn đó. Con không biết nữa, nhưng mà căn cứ công dân của con thì làm được rồi. Một tháng nữa mới có đúng không? Hai tháng nữa chú. Hai tháng nữa mới có hả? Dạ. Còn bảo hiểm có chưa? Dạ có rồi, giờ chuẩn bị gửi lên rồi đó. Chuẩn bị ở dưới quê gửi lên? Dạ đúng rồi.
Vậy là chắc là nếu mà trong thời gian mà gửi lên lên tới là cũng là mình sử dụng được luôn rồi đó. Dạ là người ta nói 2 tuần là 14 ngày là có hiệu lực hả, sử dụng được. Dạ người ta nói 1 tháng gần 2 tuần rồi chắc 16 ngày sau là sử dụng được luôn. Ừ. Mừng không? Mừng. Mừng hả? Nói chung là về làm con cũng tưởng là làm không được. Tưởng không được sao đi xuống chi vậy không? Tại vì con cũng lần cũng về rồi mà con nghe mẹ Bình nói con cũng nôn có giấy tờ nên về. Cũng may mắn ha, đi dạ. Tới đâu gặp may mắn tới đó. Có nghĩa là chị Bình chị vô trong chỗ mà làm giấy tờ á mọi người, chị trình bày về cái trường hợp của Long. Đó thì cũng cảm ơn tới cái chỗ mà làm việc nè mà bữa cái hôm mà Long với lại chị Bình vô trong đó đó. Cảm ơn mấy anh mấy chú hỗ trợ cho bà con. Thì con có đi thăm mộ mẹ không? Dạ không, tại vì không có chung tiếng đường nên không có đi chung. Ủa, mẹ là ở Đồng Tháp nhưng mà không có gần chỗ ba hả? Dạ đúng rồi, từ ba con mà qua mẹ con đến mấy chục cây luôn. Mà nó khác đường của mình đi về nữa. Vậy cũng được rồi, thôi suôn sẻ hết rồi. Nói chung là giờ xong xuôi suôn sẻ đó. Dạ. Vừa có bảo hiểm vừa có giấy tờ được lại hết rồi. Dạ. Cái giấy cũ là gửi lại cho họ hả? Chứng minh á. Chứng minh cũ của con mất rồi nên cũng gửi lại. Người ta cũng cần chứng minh cũ mà người ta không có cần khai sinh thì có chứng minh cũ mà con cũng có luôn. Mà con có hình người ta cũng chịu. Cái hôm đó đó là mình cũng có, nói chung là mình cũng cảm ơn tới trước mắt là cảm ơn tới vợ chồng chị Bình nè, rồi cảm ơn tới anh Nam tài xế ở quận 8. Anh Nam thì cũng có đồng hành với GoFood cũng rất là nhiều trường hợp. Thì anh Nam có xem về trường hợp của Long thì đi rồi các chi phí rồi các thứ thì anh Nam ảnh cũng có lấy tiền nhưng mà cái giá ít hơn so với là ảnh chở ảnh kinh doanh mọi người. Anh đi cũng 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn anh Nam. Những cái chi phí rồi các thứ rồi xe cộ là con có trả chứ để là... Dạ con trả. Chứ để là... Tại mẹ Bình đi theo mà cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Dạ. Rồi trong cái suốt khoảng thời gian mà... gần đây đó thì bây giờ cái thời khóa biểu của con như thế nào? Dạ thời khóa biểu của con cũng như thường ngày, sáng dậy ăn sáng, trưa đi 2 giờ đi làm vậy đó. 2 giờ đi chạy làm shipper ha. Dạ đúng rồi. Còn mấy giờ về? Dạ tùy bữa. Tùy bữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay có chạy không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi tính vậy thôi hả? Còn tính gì nữa không? Đang giữ tiền của ông đây mà tôi không biết sao đây nè. Đang còn giữ 110 triệu của Long á mọi người. Con cũng chưa tính gì á. Chưa tính gì hả? Dạ. Có tính chắc là nghề nghiệp rồi chứ chưa tính hả? Dạ đúng rồi. Để con làm thời gian con... Chạy shipper ham quá mà chạy cho người quen á mọi người. Ngày kiếm mấy trăm ngàn mà. Mấy ngàn ít nhất là nhiêu, 300 không? Dạ, ít nhất là 200 mấy. Ít nhất là 200 mấy là dạ. Chạy chơi chơi hả? Dạ đúng rồi. Trung bình là ngày là 200 mấy, không có ngày nào dưới. Đầu tháng cũng trên 6 triệu rồi. Dạ. Đó, rồi ăn ở đây đâu có tốn tiền gì đâu. Ví dụ như thích ăn món nào thì chỉ có tốn tiền là ra chợ là tự mua. Còn nếu mà ăn theo cô chú anh chị ở đây đó thì không có tốn tiền, không có tốn cái gì luôn, điện, nước hay là tất cả cái gì đó mọi người. Xà bông giặt đồ rồi rửa chén đồ tất cả luôn, không có tốn gì hết. Đi xong rồi về tới đây nghỉ ngơi ở đây mà. Mới đầu là Long á, nó cũng sợ, mình cũng sợ là Long ở chung với cái khu của mấy cháu rồi đó, mấy cháu trai rồi nó nghịch lắm á mọi người, sợ là ồn và ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mà gần đây thì mấy cháu đang vô thuốc trong suốt khoảng thời gian luôn nên là ở đây yên tĩnh rồi ngon lành lắm. Hôm trước mọi người thấy ha, ở đây cửa sổ trước thoáng rồi, nó ở đây là cái khu
cái khu trong á nên là ít xe cộ rồi chạy lắm. Vậy là chú Sinh vẫn giữ tiếp cho con là 110 triệu nha. Dạ. Ừ. Từ bữa giờ xài còn bao nhiêu? Còn được 3 triệu mấy mà con không có giữ người, con sợ xài hết. Vậy hả? Dạ. Hiện tại là bây giờ Long chạy qua bên cơ sở 1 bên Ung Bú á mọi người, để gặp thăm mấy đứa nhỏ ở bên đó. Rồi sẵn có phụ gì phụ á, tại vì ở bên cơ sở 1 là tập trung bệnh nhân nhiều, rồi có phát quà, phát cơm, phát bánh rồi đó cho bệnh nhân đó, nên là hôm nay hình như có bên đó thì Long qua phụ. Rồi phụ rồi tới chiều á thì đi làm shipper. Thôi con ở đây con cho chú Sinh mượn. Con có mặc đồ hay là chuẩn bị gì đi ha. Chú dạ. Sinh đi xuống dưới chú Sinh thăm cái cô này cái rồi mình đi luôn. Giờ là chút xíu nữa mình sẽ đi với Long đi qua bên cơ sở 1 để thăm vài trường hợp ở bên đó. Chào cô nha. Chào chú. Dạ. Mấy tuần rồi không gặp. Nay cô có vô thuốc không? Ừ. Từ bữa tới giờ là không có về quê ha. Có về quê mới lên. Hôm bữa hình như là quê ở Bến Tre. 9 giờ tối hả? Bữa nay thấy cũng vậy ha. Thấy cũng không được khỏe. Ăn hết được cái miếng hả? Cái này là mua hay là xin ở bên cơ sở 2 này giờ là có từ thiện rồi ha, họ đem qua đây rồi ha. Mọi người biết là những cái khoản mà bà con mà ở tỉnh mà bị bệnh á, đi lên trên thành phố mà nói riêng là ở bệnh viện Ung Bú á, những cái chỗ nhà trọ gần bệnh viện Ung Bú rồi đó mọi người, khi mà đùm đề mà đi lên ha, giữa chồng vợ mà vẫn lên á, mà cái tiền mướn nhà trọ nè, và cái tiền ăn uống nè, và những cái tiền khác đó, mọi người thấy là tốn kém còn nhiều khi mà nó còn nhiều hơn cái tiền mà quá trị mà hàng tháng của bệnh nhân đó. Ví dụ như hàng tháng bệnh nhân có bảo hiểm đi, mình cho tầm khoảng chừng 2-3 triệu đi, có những cái thuốc là 2-3 triệu, còn đóng tiền nhà trọ có mấy chỗ trọ đó là 100, 120, 150, có mấy chỗ 180, 200 luôn, nhưng mà nó không có thoải mái, nó không có thoáng, có như ở chỗ lưu trú miễn phí này đâu. Tốn kém lắm các bà. Đúng rồi, mình đưa là mình thấy sót luôn á, mà ở đâu có thoải mái đâu. Rồi là cái gì nữa ta, nó không có an ninh nữa, mình phải giữ đồ mình á. Ba kệ, ba cha đi chứ tụi ba. Cô tên gì con quên rồi. Cô Thủy hả? À, cô bị U nang. Trường hợp của cô thì mình gặp nay mấy tuần rồi, nên là mình cũng quên cái bệnh của cô. Nhưng mà mình gặp mấy tuần mình có chia sẻ trên kênh của Food. Ê, chồng của cô Thủy đi. Cô cũng gắng sức ở chỗ bệnh liều khúc. Điều giờ hết rồi. Vậy hả? Bao nhiêu tiền? Ý là kỳ thuốc này là bao nhiêu tiền? Chưa biết thằng này sao, thiếu máu rồi, nó bắt mình ra mua ngoài lâm ba đang chưa biết. Bây giờ hai vợ chồng lên trên đây là còn trong túi bao nhiêu? Triệu hả? Dạ dạ. Bữa nay con qua con thăm Long á ha, cũng chưa có chuẩn bị gì, nhưng mà con cũng cố gắng thời gian để con gặp lại cô ha. Khi nào cô về? Để con nghĩ con sao. Thiếu máu rồi, mình cũng mong là sẽ có rất rất là nhiều ngôi nhà lưu trú giống như của vợ chồng chị Bình này mọi người, để mà giúp cho bà con đỡ một phần gánh nặng ra trong việc mà điều trị chữa bệnh ở bệnh viện. Một lần nữa thì cũng cảm ơn đến vợ chồng chị Bình
đã rất là giúp những cái trường hợp tương tự như là mình chia sẻ trong ngày hôm nay, rất rất nhiều trường hợp luôn. À, thì tạm thời thì xin chúc mừng đến cho cháu Long hôm nay về cái sức khỏe nè, rồi về giấy tờ đồ là ngon lành hết rồi nè. Đó, mọi người thấy giờ chạy xe được rồi. Lao xe nữa hả ông? Có gắn kiến không? Đó. Đó, khỏe ha. Giờ đi đá banh được không? Được luôn hả? Đi đá banh được luôn hả? Good Food xin phép được cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.